Đã biết thì cái số lượng F0 cũng đang rất là nhiều, gia tăng không ngừng lại được. Tuy nhiên là ngày hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái vấn đề là F0 cách ly tại nhà. Như các bạn đã biết thì cái số lượng F0 cũng đang rất là nhiều, gia tăng không ngừng lại được. Vì vậy cho nên là chính phủ đã đưa ra một cái chính sách là để cho F0 cách ly tại nhà để mà giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế. Tuy nhiên là khi ở nhà thì tôi biết rằng là các bạn cực kỳ hoang mang lo lắng, vì vậy cho nên là tôi làm những cái clip này để chia sẻ với mọi người những cái vấn đề cần lưu ý. Chuyện đầu tiên hết là vấn đề về cách ly tại nhà phải bảo đảm 5K. Nghĩa là sao? Nếu như mà cả gia đình bạn đều là F0 thì không còn gì để nói rồi. Nhưng mà nếu như mà trong gia đình của mình có một hoặc hai người thôi, còn những người còn lại thì đều âm tính, thì mình cần thiết phải để cho các F0 đó có một cái không gian riêng, có nghĩa là phải có một cái phòng riêng để mà đảm bảo về cái chuyện cách ly cho nó ổn. Tại vì nếu không thì cái tình trạng lây lan nó sẽ vẫn còn tiếp tục. Và nếu như mà bạn không khỏe mạnh thì làm sao bạn có thể chăm sóc cho người thân của mình được, đúng không nè? Và đặc biệt nhất là cái tâm lý của người Việt Nam là luôn luôn muốn chăm sóc và yêu thương người thân của mình. Nhưng mà nhất thiết là bạn phải bảo đảm cái việc 5K này. Chuyện thứ hai là cần thiết phải phát hiện được những cái dấu hiệu nào. Khi mà nhắm được những dấu hiệu nặng này thì lỡ mà có xảy ra, dù là người trẻ hay người già, người bệnh nền hay không bệnh nền, thì bạn nhất định là phải liên lạc với lại y tế địa phương. Và cái số điện thoại của y tế địa phương nhớ là đừng bao giờ quên nha các bạn nha. Mà một khi mà không liên lạc được thì mình còn cái kênh còn số 1022 nè, nhấn phím 2 nha. Cái dấu hiệu nặng này nó gồm có những cái gì? Chuyện đầu tiên hết là khó thở. Thì cái biểu hiện của cái chuyện khó thở này thì tôi nghĩ là bản thân mỗi người đều có thể tự cảm nhận được. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình thở gấp lên, thở nhanh lên, thở nông hơn bình thường, thì một người lớn bình thường là chỉ có thở khoảng chừng 20 lần một phút mà thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình thở nhanh hơn cái số lần đó, rồi bây giờ mình thở nông, thở rất là gắng sức, ví dụ như bình thường mình leo lên cầu thang không vấn đề gì hết, nhưng mà bây giờ mình leo lên có một hai tầng lầu thôi mà mình cảm thấy rất là mệt, cảm thấy choáng váng, cảm thấy tím môi, thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái chuyện khó thở. Rồi nếu như mà nhịp tim của bạn trên 120 lần một phút thì cũng nhất thiết phải báo với lại nhân viên y tế. Mà bạn có thể tự trang bị một chiếc máy đo SpO2 thì quá tốt. Đây là máy dùng để đo cái độ bão hòa oxy trong máu. Đây là một cái chỉ số khá là đơn giản và dễ dàng để mà nhân viên y tế có thể theo dõi cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, mà trong đó quan trọng là cái tình trạng khó thở. Thì ở trên cái máy đo SpO2 này thì mình thấy là có hai cái chỉ số nè mọi người. Thì cái chỉ số này là SpO2, chỉ số này là nhịp tim ha. Thì nếu như mà SpO2 dưới 95% thì đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng cần thiết phải can thiệp nhanh chóng. Và nhịp tim như tôi nói lúc nãy là trên 120 lần một phút. Nếu như mà nhịp tim nhanh lên rồi thở nhanh lên trên 30 lần một phút, SpO2 dưới 95%, gắng sức rất là nhiều, thì nhất thiết là bạn phải liên hệ với y tế địa phương ngay lập tức. Nhớ nha, không được phép quên số điện thoại của y tế địa phương. Nếu không liên lạc được thì còn một số hotline, đó là 1022 nhấn phím 2. Còn nếu không liên lạc được luôn thì hãy inbox cho fanpage của bác sĩ Linh nha. Mong mọi người sẽ an toàn trong mùa dịch này. Cái số lượng F0 cũng đang rất là nhiều, gia tăng không ngừng lại được. Tuy nhiên là ngày hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái vấn đề là F0 cách ly tại nhà. Như các bạn đã biết thì cái số lượng F0 cũng đang rất là nhiều, gia tăng không ngừng lại được. Vì vậy cho nên là chính phủ đã đưa ra một cái chính sách là để cho F0 cách ly tại nhà để mà giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế. Tuy nhiên là khi ở nhà thì tôi biết rằng là các bạn cực kỳ hoang mang lo lắng, vì vậy cho nên là tôi làm những cái clip này để chia sẻ với mọi người những cái vấn đề cần lưu ý. Chuyện đầu tiên hết là vấn đề về cách ly tại nhà phải bảo đảm 5K. Nghĩa là sao? Nếu như mà cả gia đình bạn đều là F0 thì không còn gì để nói rồi. Nhưng mà nếu như mà trong gia đình của mình có một hoặc hai người thôi, còn những người còn lại thì đều âm tính, thì mình cần thiết phải để cho các F0 đó có một cái không gian riêng, có nghĩa là phải có một cái phòng riêng để mà đảm bảo về cái chuyện cách ly cho nó ổn. Tại vì nếu không thì cái tình trạng lây lan nó sẽ vẫn còn tiếp tục. Và nếu như mà bạn không khỏe mạnh thì làm sao bạn có thể chăm sóc cho người thân của mình được, đúng không nè? Và đặc biệt nhất là cái tâm lý của người Việt Nam là luôn 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 muốn chăm sóc và yêu thương người thân của mình. Nhưng mà nhất thiết là bạn phải bảo đảm cái việc 5K này. Chuyện thứ hai là cần thiết phải phát hiện được những cái dấu hiệu nào. Khi mà nhắm được những dấu hiệu nặng này thì lỡ mà có xảy ra, dù là người trẻ hay người già, người bệnh nền hay không bệnh nền, thì bạn nhất định là phải liên lạc với lại y tế địa phương. Và cái số điện thoại của y tế địa phương nhớ là đừng bao giờ quên nha các bạn nha. Mà một khi mà không liên lạc được thì mình còn cái kênh còn số 1022 nè, nhấn phím 2 nha. Cái dấu hiệu nặng này nó gồm có những cái gì? Chuyện đầu tiên hết là khó thở. Thì cái biểu hiện của cái chuyện khó thở này thì tôi nghĩ là bản thân mỗi người đều có thể tự cảm nhận được. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình thở gấp lên, thở nhanh lên, thở nông
đông hơn. Bình thường thì một người lớn bình thường thì bình thường là chỉ có thở khoảng chừng 20 lần một phút mà thôi, nhưng mà nếu bây giờ mình thở nhanh hơn cái số lần đó, rồi bây giờ mình thở nông, thở rất là gắng sức, ví dụ như bình thường mình leo lên cầu thang không vấn đề gì hết, nhưng mà bây giờ mình leo lên có một hai tầng lầu thôi mà mình cảm thấy rất là mệt, cảm thấy choáng váng, cảm thấy tím môi, thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái chuyện khó thở. Rồi nếu như mà nhịp tim của bạn trên 120 lần một phút thì cũng nhất thiết phải báo với lại nhân viên y tế. Mà bạn có thể tự trang bị một chiếc máy đo SpO2 thì quá tốt. Đây là máy dùng để đo cái độ bão hòa oxy trong máu. Đây là một cái chỉ số khá là đơn giản và dễ dàng để mà nhân viên y tế có thể theo dõi cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, mà trong đó quan trọng là cái tình trạng khó thở. Thì ở trên cái máy đo SpO2 này thì mình thấy là có hai cái chỉ số mà mọi người. Thì cái chỉ số này là SpO2, chỉ số này là nhịp tim ha. Thì nếu như mà SpO2 dưới 95% thì đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng cần thiết phải can thiệp nhanh chóng. Và nhịp tim như tôi nói lúc nãy là trên 120 lần một phút. Nếu như mà nhịp tim nhanh lên rồi thở nhanh lên trên 30 lần một phút, SpO2 dưới 95%, gắng sức rất là nhiều, thì nhất thiết là bạn phải liên hệ với y tế địa phương ngay lập tức nhé nha. Không được phép quên số điện thoại của y tế địa phương. Nếu không liên lạc được thì còn một số hotline, đó là 1022 nhấn phím 2. Còn nếu không liên lạc được luôn thì hãy inbox cho fanpage của bác sĩ Linh nha. Mong mọi người sẽ an toàn trong mùa dịch này. Các bạn, bác sĩ Linh đang ở tại bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 2. Đã hơn 20 ngày tôi trực chiến tại tâm dịch và thực sự là tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên là ngày hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái vấn đề là F0 cách ly tại nhà. Như các bạn đã biết thì cái số lượng F0 cũng đang rất là nhiều, gia tăng không ngừng lại được. Vì vậy cho nên là chính phủ đã đưa ra một cái chính sách là để cho F0 cách ly tại nhà để mà giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế. Tuy nhiên là khi ở nhà thì tôi biết rằng là các bạn cực kỳ hoang mang lo lắng, vì vậy cho nên là tôi làm những cái clip này để chia sẻ với mọi người những cái vấn đề cần lưu ý. Chuyện đầu tiên hết là vấn đề về cách ly tại nhà phải bảo đảm 5K. Nghĩa là sao? Nếu như mà cả gia đình bạn đều là F0 thì không còn gì để nói rồi. Nhưng mà nếu như mà trong gia đình của mình có một hoặc hai người thôi, còn những người còn lại thì đều âm tính, thì mình cần thiết phải để cho các F0 đó có một cái không gian riêng, có nghĩa là phải có một cái phòng riêng để mà đảm bảo về cái chuyện cách ly cho nó ổn. Tại vì nếu không thì cái tình trạng lây lan nó sẽ vẫn còn tiếp tục. Và nếu như mà bạn không khỏe mạnh thì làm sao bạn có thể chăm sóc người thân của mình được, đúng không nè? Và đặc biệt nhất là cái tâm lý của người Việt Nam là luôn muốn chăm sóc và yêu thương người thân của mình. Nhưng mà nhất thiết là bạn phải bảo đảm cái việc 5K này. Chuyện thứ hai là cần thiết phải phát hiện được những cái dấu hiệu nào. Khi mà nhắm được những dấu hiệu nặng này thì lỡ mà có xảy ra, dù là người trẻ hay người già, người bệnh nền hay không bệnh nền, thì bạn nhất định là phải liên lạc với lại y tế địa phương. Và cái số điện thoại của y tế địa phương nhớ là đừng bao giờ quên nha các bạn nha. Mà một khi mà không liên lạc được thì mình còn cái kênh đều còn số 1022 nè, nhấn phím 2 nha. Cái dấu hiệu nặng này nó gồm có những cái gì? Chuyện đầu tiên hết là khó thở. Thì cái biểu hiện của cái chuyện khó thở này thì tôi nghĩ là bản thân mỗi người đều có thể tự cảm nhận được. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như là mình thở gấp lên, thở nhanh lên, thở nông hơn. Bình thường thì một người lớn bình thường là chỉ có thở khoảng chừng 20 lần một phút mà thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình thở nhanh hơn cái số lần đó, rồi bây giờ mình thở nông, thở rất là gắng sức. Ví dụ như bình thường mình leo lên cầu thang không vấn đề gì hết, nhưng mà bây giờ mình leo lên có một hai tầng lầu thôi mà mình cảm thấy rất là mệt, cảm thấy choáng váng, cảm thấy tím môi, thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái chuyện khó thở. Rồi nếu như mà nhịp tim của bạn trên 120 lần một phút thì cũng nhất thiết phải báo với lại nhân viên y tế. Mà bạn có thể tự trang bị một chiếc máy đo SpO2 thì quá tốt. Đây là máy dùng để đo cái độ bão hòa oxy trong máu. Đây là một cái chỉ số khá là đơn giản và dễ dàng để mà nhân viên y tế có thể theo dõi cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, mà trong đó quan trọng là cái tình trạng khó thở. Thì ở trên cái máy đo SpO2 này thì mình thấy là có hai cái chỉ số mà mọi người. Thì cái chỉ số này là SpO2, chỉ số này là nhịp tim ha. Thì nếu như mà SpO2 dưới 95% thì đây là một trong những cái dấu hiệu quan trọng cần thiết phải can thiệp nhanh chóng. Và nhịp tim như tôi nói lúc nãy là trên 120 lần một phút. Nếu như mà nhịp tim nhanh lên rồi thở nhanh lên trên 30 lần một phút, SpO2 dưới 95%, gắng sức rất là nhiều, thì nhất thiết là bạn phải liên hệ với y tế địa phương ngay lập tức nhớ nha. Không được phép quên số điện thoại của y tế địa phương. Nếu không liên lạc được thì còn một số hotline, đó là 1022 nhấn phím 2. Còn nếu không liên lạc được luôn thì hãy inbox cho fanpage của bác sĩ Linh nha. Mong mọi người sẽ an toàn qua mùa dịch này. Các bạn, bác sĩ Linh đang ở tại bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 2. Đã hơn 20 ngày tôi trực chiến tại